Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay các bạn đang khởi hành cùng team để mang cây piano điện mới nhất hiện nay từ thương hiệu Kidman B230 về với khách hàng tại Tân Bình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Nhân vật chính đã xuất hiện, thùng đàn B230 được thiết kế đầy góc cạnh với lớp bì cứng dày chắc chắn đảm bảo an toàn nhất cho sản phẩm piano ở bên trong. Ngoài ra, chiếc đàn này có khối lượng chỉ 12,5kg nên anh em rất dễ dàng để mang vác. Quà tặng dành cho các bạn khi mua B230 tại Minh Phụng Music chính là chân đàn piano cao cấp thông số đầy ấn tượng trên B230 là gì? Anh em hãy tìm hiểu với mình nhé. Đàn 88 phím với 6 cấp độ cảm ứng lực nhấn, hệ thống loa dạng giải băng, nhiều lớp đem đến âm thanh sắc nét với 192 polyphony, 30 tiếng nhạc cụ, giàu màu sắc cho âm thanh như đàn organ, accordion, guitar, thư viện âm nhạc khổng lồ lên đến 100 bài, nhiều thể loại, tính năng MIDI Bluetooth hiện đại, kết nối đàn với các app học nhạc, kênh di động như là Loki, Simply Piano, Perfect Piano, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng và nhiều chức năng quen thuộc với người dùng như metronome đếm nhịp, Twinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, kết nối các thiết bị phát âm thanh ra loa, bằng cổng aux in với jack 3.5, kết nối tai nghe giúp bạn chơi mà không phiền mọi người xung quanh với jack 6 ly. Đặc biệt nhất chính là B230 trở thành một MIDI controller giúp người chơi có thể tự do sáng tác các bản nhạc yêu thích như một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Khi mua piano B230 tại Minh Phụng Music, anh em sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Vậy là buổi giao đàn piano B230 đến với khách hàng tại Tân Bình hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.